sự kiện lớn của những người làm báo nói, báo hình tỉnh nhà, Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 12 năm 2022. Tham gia liên hoan là sự góp mặt của đại diện đài truyền thanh cơ sở tiêu biểu, trung tâm văn hóa và truyền thanh 10 huyện thị xã thành phố, các phóng viên đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên cùng một số phòng ban chuyên môn của lực lượng vũ trang tỉnh cùng nhau tranh tài ở các thể loại: chương trình phát thanh tổng hợp, chương trình phát thanh trực tiếp, phóng sự phát thanh và truyền hình, phim tài liệu, giao lưu, tọa đàm. Trong khuôn khổ liên hoan, ban tổ chức sẽ tiến hành hội thảo nghiệp vụ về ứng dụng chuyển đổi số trong các tác phẩm báo chí và tổ chức cuộc thi Tiếng hát người làm báo năm 2022. Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 năm 2022, ngày hội của những người làm báo nói, báo hình. Lễ bế mạc trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 9 giờ 30 phút thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022 trên sóng truyền hình Hưng Yên, trên app Hưng Yên TV Go, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV.